anh em đang gặp các vấn đề về thiếu kim cương, không sao đâu, vào ngay shop đucmong.com, tôi cam kết anh em sẽ quay ra kim cương 100%. Shop có những mini game hấp dẫn ngon hơn cả người yêu cũ. Còn nữa, shop đang giảm giá đến 70% cùng với tỷ lệ quay trúng kim cương cao lên đến hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vãi sách ít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Ok, mà khoan từ từ, có thằng bắn mình. Đây rồi, một đầu. Làm sao? Thằng nữa à? Hai cái đầu này. Ba cái đầu này. Một thằng nữa đâu? Từ từ các bạn ạ, mình bắn xong phát này á. Ui, bắn kìa. Còn tí máu, không sao, hồi máu đã. Hồi máu xong mày chết với tao này. Bốn cái đầu. Ok, xin các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đẹp trai mã số 02 đến từ Dubai đấy anh em ơi. Thì hôm nay lại là một clip. Hôm nay clip này mình sẽ xin lỗi fan của anh Kinh Cái To nhá. Bây giờ mình chấp nhận là mình thua thiệt rồi, bởi vì fan của anh Tin quá đông và mình cũng thấy có lỗi đó. Nhưng mà thực ra là mình bảo các bạn fan của Đức Bom là không được sang bên kênh của anh Tin Gáy To dislike với cả chửi ấy, nhưng mà các bạn vẫn cố tình làm cho nên mình bị ăn chửi thay. Đây mình cho các bạn xem một số cái tin nhắn mà fan của anh Tin Gáy To gửi cho mình nhá. Bây giờ mình cho các bạn xem luôn này. Tao là fan của Tin Gáy To, mày tuổi gì mình không biết nhá, các bạn tự suy ra nhá, nhưng mà mình chịu câu này luôn đấy. Tự nhiên đêm đang ngủ có thằng nhắn tin như vậy mình cũng chịu luôn. Mình cũng dép nhưng mà càng dép thì càng bị ăn chửi. Khổ thật đấy. Xin lỗi fan anh Tin Gáy To lần thứ nhất. Tiếp theo là DDM Đức Mõm Trà Xanh giật người yêu anh Tin. Ok, người yêu của anh Tin mà. Thì mình có nói gì đâu. Xin lỗi anh fan của anh Tin Gáy To lần thứ hai nhá. Fan của anh đông quá em sợ. Tao sẽ hack Facebook mày vì anh Tin và Mon. Hack hộ mình một cái Facebook của mình là Phạm Phương Đức nhá. Đây đây, mình cho anh em xem Facebook mình luôn nhá. Nếu mà hack được thì hack hộ mình cái nhá. Ok, xin lỗi fan anh Tin Gáy To lần thứ 3 nhá. Và mình cũng xin lỗi anh Tin thật luôn ấy, là bởi vì mình không ngăn được các bạn ấy, không ngăn được các bạn fan của mình yêu quý mình sang chửi anh Tin với cả dislike kênh anh Tin nhá. Thực sự là mình rất xin lỗi nhá, xin lỗi thay những bạn fan của mình nhá. Và dạo gần đây có rất nhiều anti fan tấn công Facebook của Đức Mõm thì ok, các bạn cứ tấn công thoải mái đi, mình bảo mật hết rồi. Nếu mà lấy được luôn cái nick Free Fire này thì lấy luôn đi. Ok nhá. Thì xin lỗi anh Tin nhá. Thì nói chung là em không mong như vậy đâu. Em chỉ mong là giải quyết cái chuyện tình cảm này nó xong xuôi sớm nhất thôi, chứ em không mong là ai đi like kênh của anh với cả comment những cái thậm tệ như vậy. Xin lỗi rất là nhiều nhá. Cái gì bắn gì vậy? Headshot. Ok. Thì bây giờ mình chỉ biết nói xin lỗi anh Tin thôi mọi người ạ. Bởi vì fan của anh Tin qua chửi mình thì mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm ấy. Với cả các bạn fan của Đức Mõm nhớ nhá, mình là những người văn minh thì đừng lên sang bên anh Tin chửi này kia nhá. Mắc công mình này bị ăn chửi. Anh em ạ, tốt nhất là anh em đừng comment những cái đấy nhá. Chúng ta là những người văn minh mà. Những lời nói của chúng ta phải có đầu có đuôi, chứ không phải là vừa vào cái chửi người ta như vậy nhá. Ok. Hay không hiểu sao có mấy cái anti từ đâu ra cứ chửi mình này kia nữa. Thì mình cũng khuyên các bạn anti một câu này, đừng có vào kênh Đức Mõm chửi bới này kia nhá. Mình không phải nói là bên fan của anh Tin là anti của mình đâu, mà mình đang nói là anti của mình là những người không thích mình ấy. Đấy, đừng có vào kênh. Ui, thời tiết kìa. Đừng có vào kênh của mình chửi mình này kia, mắc công fan của mình người ta chửi cho các bạn lại quê hết cái mặt các bạn, nhớ chưa? Đấy, mình chỉ khuyên các bạn như vậy thôi. Mình không tự hào là mình có nhiều fan này kia đâu, mà các bạn yêu thích mình thì mình thấy cảm ơn thôi. Đa số là những người bênh vực mình là những người yêu thích mình chứ không phải là fan của mình nhá. Mình không có fan. Ok, mình kiểu dạng không phải nói là mình không có fan, mà là fan của mình vẫn có, nhưng mà nó thuộc dạng như là họ xem nhiều kênh khác ấy, tức là họ không xem gì riêng gì kênh mình cả, cho nên là mình không nhận đó là fan, và mình nhận đó là những người yêu quý và ủng hộ mình. Và mình cũng đang test thử xem có bạn nào là fan của Đức Mõm không. Nếu mà là fan của Đức Mõm ấy thì dưới cái clip này các bạn chat cho mình cái dòng chữ là fan Đức Mõm. Đấy, fan Đức Mõm có dấu thăng đằng trước như này nhá. Bây giờ mình sẽ ghi cho các bạn trên màn hình này. Hai, mình vừa ngủ dậy đây. Đây là phong cảnh ở chỗ mình ở nhá. Và mình không thể quay mặt được anh em ạ, bởi vì mình vừa ngủ dậy ấy, cái mặt mình nó hơi ngu ngu ấy. Nhiều bạn nhắn tin cho mình những cái câu như là Mon bỏ đi rồi các thứ ấy. Thì mình cũng không biết là Mon đang ở đâu, nhưng mình chỉ suy nghĩ là Mon đang ở dưới phòng anh Tin thôi. Ở dưới đấy vui là được rồi. Thì cũng không thấy Mon trong gia đình cũng vắng bóng ấy, kiểu thấy buồn buồn. Mà thôi,
không sao. Mon vui là được mà. Dù gì mình cũng sẽ cố gắng giành giật Mon về. Và cuộc sống của mình dạo này tẻ nhạt có các bạn ạ. Đây mình chỉ cho các bạn xem. Cái ghế màu hồng như kìa. Ngày trước là có Mon ngồi nhưng mà bây giờ cũng hai cái ghế đấy cũng chỉ có một mình ngồi thôi. Buồn thực sự luôn ấy. Và có rất là nhiều anh em nói là mình tạo ra drama để kiếm tiền. Thì mình khẳng định anh em luôn là clip này mình sẽ không làm tròn 10 phút để kiếm tiền nhá. Các bạn biết rồi đấy, những cái clip mà 8 phút, 10 phút dài tầm đó thì mới kiếm được tiền đúng không? Có những cái clip ngắn như này là sẽ không kiếm được tiền, cho nên là hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn. Mình không cần kiếm tiền từ clip. Đó, mình không cần kiếm tiền nhá, mình không cần câu tương tác nhá. Bởi vì trước khi có một cái câu chuyện này xảy ra ấy, thì lượt view của mình nó cũng rơi khoảng 400, 500, thậm chí là 800. Còn hơn cả bây giờ luôn ấy. Các bạn fan của mình xem video mình thì biết đúng không? Các bạn làm chứng giúp mình nhá. Đó. Thì bây giờ ra máy tính ngồi chơi chút. Ơ, sao để điện thoại đây? Tiền nữa. Cái gì đây? Ui, cả cơm này. Kính gửi Đức Mõm. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã yêu và bên cạnh em. Đã đến lúc em phải đi rồi. Tiền trên bàn và điện thoại em gửi lại cho anh. Cảm ơn anh. Người từng thương, yêu anh. Thôi, không xong rồi, thôi. Chắc hôm nay clip chỉ ngắn đây nha mọi người nhá.